Podcast đây. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là mình cùng với các bạn sẽ tham quan lại cái giới xây mà của chùa Đạo Vích mới. Đây là thiệp mời nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan chùa Đạo Vích mới nha. Đi ra chùa Đạo Vích mới ở gần nhà mình. Mình đi xe Super Game của mình. Đi thôi các bạn ơi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay là lễ kiết giới xây ma chùa Chào Vích mới. Chùa Chào Vích mới to lạc tại ấp Xây Đá, xã Hồ Đắc Thiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Len, Sóc Trăng nha các bạn. Thì hôm nay là ngày đầu tiên lại cái giới xe ma chùa Chào Vích mới. Và mình thấy là du khách đến rất là đông. Đấy. Thì không khí rất là náo nhiệt nha các bạn. Nhiều du khách thập phương ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh đến rất là đông các bạn. Thôi các bạn. Mình sẽ cùng nhau đi tham quan chùa Chào Vích mới nha các bạn. Đây là ba cầu. Miền trầm luôn tức ra bầm bay rồi chết sắp còn đồng bầm bay rồi chết sắp còn đồng bầm bay chìa ca cho của sáu đồng lòng cam màu chi bóng để dành dụng nghe đồng chè hái xong để hoa trở lại tay của chi mất chi bóng để sát thân có nói đồng lòng để liền để mít vô tứ và chia mất chi bóng để sát sắp sắp mây đồng lòng dương hoa vô chi sấy để sắp lâu cây trở lại bầm bầy hái dương nhâm xong lại gặp lo I'm sorry.
chúng tôi đã cả một ca bốn thì hiện nhiều.